Diễn đàn phát triển thương hiệu uy tín quốc gia và lễ công bố thương hiệu uy tín quốc gia, sản phẩm dịch vụ vàng vì sức khỏe người tiêu dùng năm 2023 đã diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tại diễn đàn, các đại biểu đã chia sẻ những câu chuyện kinh doanh, những mô hình đổi mới sáng tạo trong kinh tế, giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh, cũng như xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp. Nhân dịp này, ban tổ chức cũng trao chứng nhận thương hiệu uy tín quốc gia, sản phẩm dịch vụ vàng vì người tiêu dùng năm 2023, nhà lãnh đạo bản lĩnh trí tuệ thời kỳ hội nhập quốc tế cho các doanh nghiệp tiêu biểu, nhằm ghi nhận biểu dương những cá nhân đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế đất nước.